Trong video này tôi sẽ giải thích cho các bạn một cách rõ ràng cái sự khác biệt giữa cái tham số là type và instance như thế nào. Bối cảnh như sau: cùng một cái bàn như này, M8-900, nhưng cái bàn số 1, mặt bàn là mặt gỗ màu nâu chẳng hạn. Cái bàn số 2, màu của mặt bàn lại là màu trắng chẳng hạn. Cùng một loại đối tượng là loại type, nhưng tham số bề mặt vật liệu lại tác động riêng đến từng thực thể một. Đó chính là dạng instance parameter. Tôi sẽ làm để các bạn nắm được nó. Các bạn kích chuột chọn vào tấm mặt bàn này và quan tâm đến trường materials and finishes. Ở đây chúng ta hoàn toàn có thể là gán độc lập được vật liệu cho cháu nó. Nhưng nếu các bạn gán theo hình thức này, chúng ta sẽ không thay đổi được vật liệu. Hai cái bàn hoàn toàn giống nhau nhưng mà chỉ khác nhau vật liệu thôi. Để làm được việc đó thì phải chuyển cái tham số này đang từ type parameters thành instance parameter. Đơn giản thôi. Các bạn kích chuột vào cái biểu tượng hình chữ nhật Associate Family Parameter rồi ạ. New. Các bạn đặt tên là Top Face Material, tức là vật liệu của tấm mặt bàn. Group Parameter Under, các bạn cũng để là Material and Finishes. Nhưng lưu ý, Type đổi thành Instance. Ok. Như vậy, cái tham số mặc định của cháu nó này đã bị vô hiệu hóa rồi. Và bây giờ để kiểm tra được nó làm ăn như thế nào thì chúng ta hãy quay lại cái môi trường đồ án thiết kế FireRVT, kiểm tra cái điều đó. Load into project, tải vào cái đồ án thiết kế chúng ta đang mở sẵn. Một cháu, hai cháu. Escape, tôi chuyển sang khung nhìn 3D để các bạn quan sát được cái sự thay đổi này. Bàn A và bàn B giống nhau y xì nhá. Chọn cháu này, các bạn sẽ thấy là cái thông tin là top face materials nó đang hiện ra đây rồi. Chúng ta chỉ việc gán vật liệu cho nó thôi. Rồi đánh chữ good vào đi. Good là vật liệu dạng gỗ. Ví dụ thằng này là tôi sẽ để gỗ là oak flooring, là gỗ sồi dùng cho làm việc lát sàn. Ok, để chế độ realistic. Vậy thì các bạn thấy này, cái việc mà cái tham số mà dạng instance nó chỉ ảnh hưởng đến đúng cái thực thể là cái đối tượng này thôi. Tôi chọn cái mặt bàn còn lại nhá. Top face materials này, lại mở cửa sổ vật liệu ra. Tôi sẽ chọn loại parking stripe, là loại đơn sắc màu vàng đi, bất kỳ. Là các bạn sẽ nhận thấy là gì nhỉ? Cùng một cái chủng loại bàn, M8-900, nhưng vật liệu mặt bàn của cháu này lại khác vật liệu mặt bàn của cháu này. Cái đó chính là instance parameters.